Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình xin phép ra video mới và giới thiệu tới các bạn một số mặt hàng khoan pin Nhật Bái giá cực rẻ nhé các bạn. Thì đầu tiên con số 1 thì mình xin phép giới thiệu với các bạn là một con máy nồi điện Nhật. Con này là hàng Hàn Quốc xuất Nhật nhé các bạn. Đó, gồm thân máy vỏ pin. Con này thì là cái con tương tự ở cái video lần trước của mình đăng lên. Nhưng mà video lần trước thì có một con, nhưng mà rất là nhiều cô chú anh chị hỏi thăm về con này, muốn mua con này, nên hôm nay mình lại lấy thêm một con về để cho các cô chú anh chị thì có nhu cầu thì lấy nhé. Con này thì ba chức năng nhé các bạn, 21 cấp trượt, một cấp khoan và một cấp búa nhé các bạn. Thì đây mình sẽ test thử cái cấp búa cho các bạn xem luôn nhé. Ok, mình sẽ test thử cho các bạn xem. Đấy, cấp búa nhé. Đó. Ok nhé. Đèn trở sáng này, điều đó. Đảo chiều này. Đó, ok nhé các bạn. Full chức năng nhé. Thì con này thì thân máy vỏ pin, máy rất là mới, 400 ngàn nhé các bạn. Thì con số 1. Đấy, cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nhé. Con số 1, 400 ngàn nhé. Con này máy rất mới nhé các bạn, 2 cấp chỉnh lực. Ok. Nếu mà sử dụng, con này thì 14V, nếu mà sử dụng đúng pin 14V của nó thì chạy rất là mạnh nhé các bạn. Đó. Tiếp theo là con số 2. Con số 2 là một cái con tỉa cành. Con này là con tỉa lá, tỉa cỏ, cắt cỏ gì đấy. Đấy, con này thì cục pin nó nằm ở bên trong thì mình không test được nha các bạn. Đó, cục pin nằm ở bên trong và cắm cục sạc adapter ở đấy nha các bạn. Đó, con này thì con số 2. Con số 2 này thì mình con số 2 thì mình bán với giá là 180.000 nha các bạn. Đó, số 2 180k. Ok nhé các bạn. Con này thì mình không test được nhé, mình không cắm vào đây được nhé các bạn. Con này thì công tắc các thứ thì chắc chắn là nó còn sống rồi, nên các bạn yên tâm, chắc chắn là còn sống ấy. 180.000 nhé các bạn. Rồi, tiếp theo là con số 2, con số 3. Con số 3 là một con khoan pin 12V. Con pin 12V, cục pin to này. Cục pin này thì đóng 6 cell là ok nhé, không vấn đề gì nhé các bạn. Thì mình test thử cho các bạn xem luôn. Con này thì cực mạnh, con này thì mình xài khá là nhiều rồi. Thì cực mạnh nhé các bạn. Điều tốc. Đảo chiều, điều tốc đảo chiều đầy đủ nhé các bạn nhé. Rồi. Con này thân máy vỏ pin, con này thì các bạn về vệ sinh ở bên trong thêm tí nhé, bởi vì nó cũng han rỉ rồi đấy. Đó. Nên hơi kêu. Con số 3 này thì mình bán giá là 220.000 nhé các bạn. 220.000. Ok, con số 3 220.000 nhé. Con này thì cực mạnh ấy. Các bạn nào đã sử dụng qua con này thì là cực mạnh nhé các bạn. Rồi. Tiếp theo là con số 4. Con số 4 là một con khoan 12V của Nati EZT105 12V nhé các bạn. Đó, test thử cho các bạn xem luôn nhé. Rồi, hai cấp chỉnh lực nhé các bạn, hai cấp chỉnh lực nhé, hai cấp chỉnh lực. Ok, cấp này cấp chậm, lúc này là cấp nhanh, đây là cấp chậm nhé, hai cấp chỉnh lực. Thân máy vỏ pin, con số 4, thân máy vỏ pin 200k nhé. Con này 200.000 nhé các bạn nhé, 12V. Tiếp theo là con số 5 là một con chuyên vít cũng của Nati nhé. Đó, con số 5 này là con
EZ6602 nhé các bạn. Con này thì cũng cực kỳ là mảnh nhé. Thân may vỏ pin nhé các bạn. Test thử cho các bạn xem luôn nhé. Đấy. Đấy. Đó, con này thì nó hơi bị kẹt bên trong nhé, do là han rỉ đấy. Đó. Các bạn về các bạn xử lý thêm nhé. Đó, con này thân máy vỏ pin. Con này thân máy vỏ pin 200k nhé các bạn. Con số 5 200.000. Ok nhá. Full chức năng hết nhé các bạn nhé. Thân máy vỏ pin 200.000 nhé. Rồi. Tiếp theo là con số 6. Con số 6 là một con khá là đẹp nhé các bạn. Thì mình cũng thể test thử cho các bạn xem. Con này thì bao mảnh nhá. Con này thì sẽ hơi đắt hơn một xíu, do con này hàng này hàng mới. À, nếu mà nó không chạy thì mình lại cứ bán xác thôi nhé các bạn. Đấy, cực mạnh nhé các bạn. Đấy, có đèn trở sáng này. Đó, ok chưa? Rồi, nhìn nhá. Cực đẹp nhá. Cao su có hơi bẩn một tí nhưng mà nói chung là ok hết nhá. Thân máy vỏ pin con số 6 250.000 nhé. Đó, 250.000 nhé các bạn nhé. Cao su đầu vẫn còn ok nhé. Bọc hết, cao su bọc hết nhé các bạn. Đó, máy than rời nhé. Tiếp theo là con số 7. Con số 7 là một con chuyên vít cực kỳ là bự chà bá luôn. Cái vỏ pin của nó cực to nhé các bạn nhé. Chuyên vít 12V nhé. Thử cho các bạn xem luôn. Đây, cực êm. Đó, đưa tóc đảo chiều đầy đủ nhé các bạn nhé. Thắng thiệt các kiểu là đầy đủ hết nhé. Con số 7 là 220.000 nhé các bạn. Ok. Rồi, tiếp theo là một con số 8. Con số 8 là con Makita chuyên vít 12V. 12V pin chọt nha các bạn. Rồi, test thử luôn. À, quên nhầm. Nhầm cực. Makita 12V nhé các bạn nhé. Đấy, đưa tóc đảo chiều này. Đấy, đưa tóc đảo chiều thắng thiệt đầy đủ nhé các bạn nhé. Đó. Rồi. Makita 12V con này 220.000 nhé các bạn. Đấy. Còn ngon nhá, ok nhá. Rồi. Tiếp theo là một con chuyên vít của Nati 12V. Con này thì EZT603 nhé các bạn. Thân máy vỏ pin nhé. Test thử luôn nhé. Đấy.
rất êm nhé các bạn nhé. Biểu tốc đạt chưa đầy đủ nhé. Thân máy vỏ pin 220.000 nhé các bạn nhé. Con số 9 220.000. Ok nhé các bạn. Ok nhé. Số 9 220.000. Tiếp theo là con số 10. Đó, con số 10 này thì cũng hơi bẩn bẩn một tí nhưng mà còn ngon, không có vấn đề gì nhé. Con này cực mảnh, bao bán tôn các thứ luôn nhé các bạn nhé. Ok. Đấy, xem này. Ok. Đấy. Ok, điều tốc đảo chiều đầy đủ nhé. Thân máy vỏ pin. Cái mùi vịt này này nó thì nó kẹt, hơi kẹt ở đây một tí nhé các bạn. Các bạn về có thể xịt GP7 và gỡ ra nhé các bạn. Con số 10 250.000 nhé các bạn. Con này thì tương tự con lúc nãy thôi, 250.000 nhé. Các bạn về lau chùi qua cái là đẹp hết nhé các bạn. Ok. Tiếp theo là con số 11. Con số 11 là một cái thân máy thôi nhé các bạn. Thân máy phun chức năng nhé. Đấy. Nó hơi bị trục trặc các bạn nhé. Đấy. Nó hơi bị bẩn co nên nó chạy chậm quá các bạn. Rồi. Con số 11 này mình bán với giá xác 100k nhé các bạn nhé. Ok. 11 100k nhé. Các bạn về nghiên cứu và chỉnh sửa thêm nhé. Nó hơi lỏng cái này thôi nhé. Bán đấy, bán sạc 100k nha các bạn. 11. Tiếp theo là con số 12. Con số 12 là một con Milwaukee cưa lòng nha các bạn. Đấy. Do mình không có cái cục pin của chính hãng của nó, mỗi thân máy thôi, chính hãng của nó để test nên mình bán cho các bạn chỉ thân máy thôi nhé. Ở đây thì mình test thì nó chỉ sáng đèn thôi nhé các bạn. Nó chỉ sáng đèn thôi nhé. Mình cũng không có cục pin hãng của nó nên mình không test được cho nó chạy nhé các bạn. Mình có ba cái thân máy như thế này mà không có vỏ pin nên tạm thời test sáng đèn cho các bạn xem thôi nhé. Đấy, mình test sang đèn cho các bạn xem nhé. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Nó sáng đèn thôi nhé. Các
bạn về có cục pin hãng của nó thì các bạn lắp vào đây xài bình thường nhé các bạn. Còn ở đây thì mình không có cục pin hãng của nó nên mình không test máy các bạn xem được. Con này thì mình bán với giá là con số 12 này mình bán với giá là 250 ngàn nhé các bạn. Đây, 250 ngàn, thân máy còn rất là mới nhé. Gọi là cao su các thứ còn rất là nguyên chi nhé các bạn, cơ lòng này. Đấy. Rồi các thứ còn nó còn rất là đẹp ha. À, con này mã là 242020 nhé các bạn. Đấy. Mới tinh nhé. Rồi, thân máy 12 250 ngàn nhé. Ok. Con thân máy 13 250 ngàn. Con này một con tương tự nhé, 250 ngàn nhé các bạn. Đấy. Tiếp theo là một con số 14 nhé. Một con số 14 là con thân máy bọt nhé các bạn. Test cho các bạn xem luôn nhé. Đấy. Điều tốc đảo chiều đầy đủ nhé các bạn. Đó, bót 12V nhé. Con này thì rất là êm nhé các bạn. Con máy số 14 250 ngàn nhé các bạn. Con này thân máy thôi. Hàng này cũng khá là hiếm. Thân máy còn rất là mới nhé. Thân máy hai chức năng này. À quên, hai cấp chỉnh lực này, 15 cấp trượt và một cấp khoan nhé. Đó, rất là mới nhé, 250 ngàn nhé, con số 14 thân máy thôi nhé các bạn. Rồi, con số 15, con số là 15 là một con cơ lồng Makita nhé các bạn. Con này thì mình test nó cũng sáng đèn thôi bởi vì mình không có cục pin zin của nó nhé. Rồi, 15 sáng đèn thôi nhé, bởi vì là mình không có cục pin zin để mình test nhé. 15 250k, ok nhé các bạn. Rồi, tiếp theo là con số 16. Con số 16 là con thân máy bot, thân máy vịt bot nhé các bạn nhé. Đấy. Đây. Con này thì full chức năng nhé các bạn. Test cho các bạn xem luôn nhé. Đây, phun chức năng này, điều tốc đảo chiều này, thắng thiệt đầy đủ nhé. Ok nhé, con số 15, 16, con số 16 nhé các bạn. Con số 16 là con bot này là 14V à. Đấy, thân máy bot 14V, con số 16 này là 300k nhé các bạn. Đấy, thân máy bot 300k nhé, phun chức năng nhé, 16 nha. Tiếp theo con số 17. Con số 17 này thì một cái cân thân máy 12V, 3 chức năng nhé các bạn. Có búa này. Đấy, có búa nhé. Nhưng mà mình không có cục pin rin của nó nên mình không thể nào test được nhé các bạn. Test mình sợ chảy mất mạch của nó. Đấy, con này thì mình bán đành bán mù vậy. 17. Con số 17 này thì mình bán giá 250 ngàn nhé các bạn. 200 ngàn nhé các bạn. Đấy, thân máy nhé, con này 3 chức năng nhé, có búa nhé, hàng này hàng chuyên luôn đấy. Ok nhé các bạn, số 17 nhé. Rồi, tiếp theo là một con số 18. Con
618, con này thì mình bán sạc thôi nhé, 90.000 nhé. Một con khoan, hai chức năng, hai cấp chỉnh lực. Đó, khá là to con nhé. Đấy, 18-90.000 nhé. Rồi, tiếp theo là con số 20. Con số 20 là một con vít made in Taiwan nhé các bạn. Đó. Đấy, con này là hàng hàng này là hàng 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 VIP chứ không phải là hàng con này là 14V nhé các bạn. Made in Taiwan nhé. Con này là cực khỏe nhé, con vít nhé. Rồi, test thử cho các bạn xem luôn. Để mình xem thử âm dương nó nằm ở chỗ nào. Rồi, chơi mù vậy, chỉ sợ nó hỏng mất thôi. Ui cha, cha ơi. Đấy, máy rất là êm, máy này là 14V nhé các bạn. Điều tốc đảo chiều thắng thiệt đầy đủ nhá, thân máy vỏ pin nhá các bạn nhá. Đó. Con này thì cực kỳ khỏe luôn đấy các bạn nhá. Hàng này hàng VIP đấy nhá. Con số 19. Con số 19. Con số 19 này là 19. Rồi ok nhá. Con số 19 220.000 nhá các bạn nhá. Đấy, 14V cực khỏe nhé. Pin này là đóng 14-16V là bình thường nhé. Đấy, hàng này là hàng hàng VIP chứ không phải là hàng của bọn Trung Quốc đó nhá. Hàng này là hàng của Hàn Quốc ấy nhá. Ok nhá, 19-220.000 nhá. Rồi, tiếp theo là con 20. 20 là một con khoan Hitachi 12V. Test thử cho các bạn xem luôn nhé. Bẩn quá. Rồi. Đấy, điều tốc đảo chiều. Điều tốc đảo chiều thắng thiệt đầy đủ nhé các bạn nhé. Con 20 này là 2 cấp chỉnh lực nhé các bạn. Thân máy vỏ pin, vỏ pin này thì vỏ pin lùn thôi nhá. Con 20 này 220.000 nhé các bạn. Họ 220.000 do vỏ pin lùn nên mình sẽ lấy rẻ hơn tí nhá, 220.000. Họ máy còn lên ru. Một cấp khoan 22 cấp trượt nhé các bạn. Đấy, điều tốc đảo chiều đầy đủ full chức năng nhá. Rồi, tiếp theo con số 21. 21. Là một con khoan 9,6V của Nati EZT180 nhé, kèm theo mũi khoan này nhé. Mũi khoan này nó dính ở bãi từ từ bên kia sang đây thì mình để nguyên cho các bạn luôn nhé. Đây. Con này thì nó hơi spin, nó hơi sâu. Test nó hơi khó đấy. Nhưng mà mình test thử một con cho các bạn xem nhé. Ok. Cái này cái ruột nó hơi sâu các bạn. Đấy.
chiêu đó là chiêu đào chiêu đầy đủ nhất quá. Giờ là mình đấy các bạn thấy không? Đấy đảo chiều đầy đủ nhá, đó thân may vỏ pin con số 21 21 thân may vỏ pin 150.000 nhé các bạn. Ok nhá, thân may vỏ pin 150.000 nhá. Rồi tiếp theo là con số 22 22 là một con Ryobi nhé. 22 là một con Ryobi nhé các bạn, Ryobi 9,6V nhé. Rồi Ryobi han gì quá rồi các bạn ạ. Từ từ nhé, con số 22 này thì để lát là mình vệ sinh xong rồi mình test thử cho các bạn xem nhé. Tiếp theo là con số 23 nhé các bạn, à thôi con số 23 nhé. Con 23 này là một con bu lông bót 18V nhé các bạn. Con này thì mình không có pin để test nên mình bán mù vậy, 23 300k nhé các bạn, bu lông bót nhé, bu lông bọt này rất là chắc luôn, đầu cao su còn nguyên nhá. Đấy nhanh chậm dưới này này, đấy 1 2 3 4 5 6 6 cấp nhanh chậm nhá, mình bán mù 2 300.000, 23 300.000 nhá, do mình không có pin test nhé các bạn. Rồi tiếp theo con số 24, đấy 24 là một con chuyên vịt Makita 9,6V nhé các bạn. Rồi 16V test thử cho các bạn xem nhé. Kẹp cá sấu của mình bị mất rồi, mình bị tét nó vất vả thật sự đấy. Ok để mình chỉnh lại cho các bạn nhé. Điều tóc đảo chiều đầy đủ nhé các bạn, đảo chiều này đấy, điều tóc đảo chiều thắng thiệt đầy đủ nhé. Đó Makita 9,6V pin gài này nhé. Rồi con số 25, con số 24, con số 24, con số 24 200k nhé các bạn. Loại này hơi bị hiếm nhé, pin gài này là khó kiếm lắm nhé, 24 200k nhé. Rồi tiếp theo là con số 25. Ồ, 25 là một con vịt 9,6V, loài này cũng khó kiếm lắm này, 25 đấy, 9,6V pin gài này. Chặt quá đó, pin gài này 9,6V là pin gài này cũng khó kêu lắm đấy nhá. Rồi rồi test thử cho các bạn xem luôn.
đây nhá. Đấy, điều tốc đảo chiều đầy đủ nhé các bạn. Đấy, điều tốc đảo chiều đầy đủ, máy cực mạnh nhé. Con số 25 25k nhé các bạn. Ok, Makita 96 nhé. Rồi, con số 26, con số 26 là con khoan Nati nhé. Thân máy vỏ pin. Rồi, đảo chiều thắng đầy đủ nhé các bạn. Dòng này là không có điều tốc hay sao, hai cấp chỉnh lực nhé các bạn. Rồi, 26, 200k. Ok nhé. Tiếp theo là con số 27. 27 tiếp tục là một con vịt Makita. 27 vịt Makita nhé. Hai bài vịt Makita, test thử cho quản xem luôn. À, chặt quá các bạn. Hai bài vịt Makita nhá. Rồi, 27 vịt Makita 9,6V, điều tốc đảo chiều thắng cực đầy đủ. Máy hơi bị kẹp do han thử nhé các bạn. Rồi, 27 190.000, 27 190.000 nhé các bạn. Rồi, con số 28, con số 28 nha. 28 12V. Đấy, vỏ pin thân máy cực mạnh nha, loại này cũng cực mạnh nha các bạn. Đây, đường tốc đảo chiều đầy đủ, đường tốc đảo chiều thắng thiệt đầy đủ nha. Con số 28, 200k nhé các bạn. Ok, 28, 200k. Thân máy vào pin nhé. Rồi, thân máy vào pin 28, 200k. Tiếp theo là con số 29. 29 là một con vít tương tự nhé các bạn. 29 con tương tự con lúc nãy nhé. Đó, tương tự cái con lúc nãy mà mình cũng đã giới thiệu với các bạn đấy á. Con 29. Rồi, thì này con kia giá bao nhiêu ta quên chăng. Đấy, thì con 29 này thì tương tự con lúc nãy á, thì giá bằng nhau hết cả nhé các bạn. Đó, con 29 nhé. Ok. Rồi, thì các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ nhắn tin cho mình nhé các bạn. Nhắn tin qua Zalo, số Zalo ở trên nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé.